Xin chào cả nhà đến với chương trình Lẩu Thập Cẩm. Vâng, và đúng với lại tinh thần Lẩu Thập Cẩm thì ngày hôm nay bartender Likio và bartender Pinky sẽ cùng nhau pha chế tất cả các loại thức uống ở đây vào cùng một cái này để mà lắc lên và trộn đều nó, và sau đó sẽ uống thử xem mùi vị như thế nào nha. Đầu tiên Likio sẽ thử thức uống thứ nhất, đó là sách thị chân dương rất là gần gũi với chúng ta. Sách thị. Dạ, chắc hẳn ai cũng biết cái khẩu vị này rồi, nhưng mà Likio sẽ nói là cái cảm giác cho mọi người, tại vì nhiều khi cái gia vị mọi người không có hình dung được á. Gia vị là gì? À, cái khẩu vị, mùi vị. À, cái mùi vị. Mùi vị rất là giống là xá xị. Rồi, vậy cũng nói nữa trời. Thì cũng biết mà nó nói chung là ngọt, dễ uống. Cái mùi xá xị thì chắc là ai cũng biết rồi. Giờ tới lượt Pinky sẽ thử cái món này. Là những năm gần đây mới có cái món này thôi, chứ hồi xưa là mình làm gì có. Cái xá xị là từ đó đến giờ, từ nhỏ đến lớn là mình cái này biết là old school, cái này là new school nè. À, cái này Pinky rất là thích, nên mình đã uống rất là nhiều lần rồi. Nước trái cây. Cái này là nước cây vị đào. Vị đào rất là thơm, thì cái này hửi ghiền luôn á. Bên kia thích cái này là tại vì hửi ghiền á. Ờ, tại vì cái mùi nó thơm. Nó có vị đào đúng không? Đúng rồi. Thanh thanh ngọt ngọt có vị đào. Đây là một cái món mà gọi là tăng cường sức khỏe. Thấy quảng cáo mỗi lần là uống này vô là bắt đầu quá thành siêu nhân, tội nhảy qua 30 tầng lầu vẫn không có gì hề hứng. Vô. Ngon. Ngon. Uống cái này không có đá, có ngọt quá không? Giống như có dâu. Ừ, bị dâu hay là gì đó. Mình ghi tiếp theo là một món cũng cực kỳ quen thuộc là 7 Up vị chanh. Cái này là... 7 Up là vị chanh mà. Bây giờ người ta ra nhiều mùi 7 Up, nhiều mùi rồi. Vậy hả? Ủa không biết phải không, mình là hiểu khác. Cái này là mô tả là mô tả hương vị đi. Mô tả hương vị đi Vinky. À, nó là giống như là nước chanh có nhiều đường và có nhiều ga. Trời ơi, hay quá, vỡ tay, vỡ tay. À, bây giờ tới tớ Likio sẽ thử Penta. Để một lần nữa, Penta là chính là chúng ta. Đó là hương Việt Quốc. Không thích lắm đúng không? Không, mùi lạ lắm. Mùi như là mùi mùi Deep Blue á. Mùi Deep Blue là mùi gì? Đó là mùi một cái thức uống soda mà nó pha ra, mà nó giờ nó giống cái này nè. Không, lạ, lạ. Vị vị lạ, có vẻ là những người mà dành cho những người mà thích thích sự thay đổi, đổi mới, hay là thích cái này. Sau khi Ly và Pinky đã thử tất cả các loại thức uống đang có trên bàn đây, thì bây giờ chúng tôi sẽ đổ hết tất cả vào trong một cái bình này và lắc đều, sau đó đổ ra một cái chung nhỏ như thế này để thưởng thức. Và sau đó thì kết cục của chúng tôi sẽ như thế nào thì không biết nữa. Cái gì chương trình thôi. Là thưởng thức thì hành xác thì không biết nữa. Ok, mở nắp ra nào Pinky. Rồi, món đầu tiên. Món đầu tiên, Likio sẽ đổ chanh muối để chính giữa đi. Rồi, Likio đổ vô xong rồi tới Pinky đổ vô. Vừa thôi, còn nhiều món. Thì em đổ này, cái món này em thích nhiều hơn tí đi. Cái gì ghê quá à, đổ cho tới cái nước chanh. Nhìn cái màu của nó thì ghê. Bây giờ nói chuyện. Rồi. Này bây giờ nó đã thành một màu hơi nâu nâu giống xá xị. Lắc lên nào coi nó có chuyển màu không. No. Look no delicious. No, rất là... Lắc lên mạnh đi. Đó, lên đau bụng chết. Ai? Thấy chưa rồi. Mở ra là nó xì cho coi, nó nổ đó. Làm sao mà nổ được, nó có cái nắp này. Nước à. Có ga mà. Rồi. Thấy cho đâu có xì. Rồi, giống như nước sâm quá hen. Rồi, ừ, giờ nước sâm. Giờ mình uống như nước uống nước sâm đi á. Xin chơi, xin mời. Thì đêm nay trăng thiệt là sáng quá. Tiểu cô nương có cảm thấy như vậy không? Rồi, nắp đi. Chúng ta cùng uống một chung rượu. Wow, nghe mùi giống mùi rượu thiệt đó. Không biết tại chung rượu giao bôi không để biết tại mà sao. Tại sao nó lại trở thành mùi rượu nữa? Kháng khích tình bạn hữu. Ê, mùi kỳ quá à. Mẹ ơi.
giống như mùi nước sâm nhưng mà sắp hư á, cái nó hơi hơi chua chua thành mùi rượu. Bây giờ mùi nó lên, bắt đầu nó lên men hay gì. Thôi vô uống phát đi rồi tính dạ, dạ. Sao? Mình uống thưởng thức hay là mình uống một cái ực nè. Bây giờ nhấp một phát trước đi cho biết cái mùi như nào. Rồi xin mời. Mời xin chờ. Vô. Nói chung là uống cũng được, không có nói là không. Không hề được luôn. Không hề được. Được, cái này là uống vô bụng vẫn là một nước có thể uống được, chứ không phải đến đó là quá kinh tởm. Nhưng mà không hề ngon chút xíu nào hết. Kỳ lắm luôn. Mà cái vị của nó giống như là không biết nữa, tôi không thấy hợp với tôi như nào. Em thấy cảm giác nó giống Vy Trang cái này luôn nè, mà chị nói chị thích cái này. Đồ, không hề giống. Hay là không đều ta. Thôi giờ bây giờ uống cái ực nè, uống nhiều coi cảm giác nó như thế nào. Tôi cảm thấy không ổn chút nào á đó, cảm thấy chóng váng chới với. 1, 2, 3. Chảy nước mắt luôn. Con chung thì thôi mà cảm thấy là thân xác rời khỏi nơi đây rồi. Thử món nước huyền thoại của bartender Likio thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với lẩu thập cẩm snack. Yeah, woo. Bây giờ mình sẽ thử các món này nha. Ở đây món nào mình cũng thích hết. Chị biết tại sao không? Cái nào nhìn nghe cũng ngon nè. Cua vị chua ngọt, bò nướng tiêu đen, mắt vị phô mai, cái nào cũng ngon hết. Bên kia sẽ thử cái cua vị chua ngọt nha. Món yêu thích của tôi rất là ngon. Thôi đi, cho mình kéo về chứ ngồi gan nó nhảy ra ngoài hết luôn á. Cua rất chua ngọt, để coi có chua ngọt không. Ê ngon quá. Và bữa không muốn hết luôn. Không chua ngọt lắm. Chua ngọt lắm. Cái nào xong rồi để em thay tiếp cho mình dễ biết. Rồi nét ngọt cho mọi người kéo đi anh ơi. Thank you. Nghe mà tôi đang ngon. Ê cái này không nào đi cô thử rồi nè. Cái này chị thích rồi em. Hơi tay. Vừa ăn thập phẩm rồi. Bây giờ mới vô vấn đề chính nè, hồi nãy là khai vị thôi em. Bây giờ là mình ăn chính nè. Rồi. Đây, rổ lên miếng em. Mở lên miếng em. Bánh cà chua. Ê, nhiều. Thôi, không nhiều đâu. Bánh cà chua. À, bánh bò sốt tiêu đen. Cái món ưa thích của Ly là, đó là bắp phô mai. Thì mình bán... Ê, khổ nè. Một chiếc xe hơi trị giá 5 tỷ đồng. Chúc mừng bộ đôi Vinh và Ly. Ui, chúng tôi có thẻ cào điện thoại hay gì nè, có số nè. Phải là 1 tỷ đồng đó em. À, gì đây? Cái gì? 20 tỷ hả? 20 ngàn, là cái gì? Đây là một sự kết hợp. Một sự kết hợp quá là tuyệt vời của các loại bánh snack. Sao? Trộn lên nhiều không biết cái mùi nó có lẫn vào nhau không ta? Thôi đừng rồi, trộn đủ lắm rồi. Cái này nó cũng không có gọi là nấu okay. Chín lắm đâu. Rồi, anh tái đi. Đây. Bây giờ xin mời cả nhà, Vicky và Vinky sẽ cùng nhau ăn một cái lẩu thập cẩm snack. Mình ăn bóc đi nhờ. Chứ cái này sao bỏ vô họng được. Tao để em thử coi. Ha. Nào để xem cái lại cái bờ môi của Vinky bự cỡ nào. Ok, này mình chơi challenge mới luôn, xem ai ăn được một muỗng nha. Em ra ăn một muỗng thôi cho chị coi. Chị sẽ biết sự lợi hại của em. Lại làm khó. Nếu như mà em ăn được, mọi người hãy cho Vinky là thánh ăn nha. Nào để xem, để xem. Rồi hãy xem thánh ăn của chúng ta ăn bằng cách đó là đổ vô trực tiếp vào như là cái phễu, hiểu không? Phễu phễu đó. À, đó là xong rồi, nó cũng còn hơi vương vãi một tí ra bên ngoài. Và cảm thấy như thế nào hả thánh ăn định kỳ? Nói chung là hơi trộn lại thì không có cảm nhận được mùi của từng món giống hồi nãy nữa. Nhưng mà nó nói chung là mình cảm nhận nó là một đống tinh bột trong miệng mình. Và nó có vị gì không? Nó có hòa quyện ra một cái vị giống như là nó trộn lẫn nhiều quá vậy, không biết nó là mùi gì luôn á. Nào bây giờ tới cái phễu Ly Kiêu. Trời ơi, cái phễu Ly Kiêu có xíu à. Dài. Rồi ok, có cái cây dài nè, có cây dài. Thôi vô nè. Thôi vương vãi tùm lum rồi. Coi là bị chửi à. Có cây dài này nó vô được nè. Nào.
giải cơ miệng được. Chưa tới được cái cây nữa. Chưa tới được cái cây nữa. Ngon không? Mùi gì? Nghe được mùi gì? Ngon á. Mà mùi gì? Mùi vị gì? Mùi mặn. Mùi mặn. Đúng rồi, đó là em cảm nhận được một đống tinh bột trong miệng mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi lẩu thập cẩm với món lẩu nước ngọt và lẩu bánh snack ngày hôm nay. Nếu như các bạn có món lẩu thập cẩm nào thú vị và hấp dẫn thì hãy comment dưới clip này để cho Likio và Binky sẽ tìm hiểu và vào clip sau chúng tôi sẽ làm nhé. Nhớ like, share và subscribe cho kênh La La School nha. Yeah. Bye bye.